gì? Tại hết clip mà mình không biết là nó hết clip, nó chẳng có gì ấn tượng cả luôn ấy. Rồi. Hai. Ở đây đi nè. Hai. Sai rồi, anh Shimo. Anh shipper này có vẻ đẹp trai đấy. Mắt hí đẹp trai đấy. Một clip giao hàng. Cái gì ấy? Khoan nhé. Rõ ràng là chị này vừa nãy đi vào đóng cửa rồi mà nhỉ? Ui! Vãi cả đại! Vãi! Con đấy bố mày lại sợ mày quá luôn ấy! Rồi một cái thùng khá là to. Ôi! Hết clip! Ôi! Đã hết clip mà mình không biết là nó hết clip, nó chẳng có gì ấn tượng cả luôn ấy! Cùng xem lại, xem thật kỹ nào! Hai. Ở đây đi nè. Hai. Tôi là ra hàng nè. Vâng, tôi ra đây. Mở cái cửa ra. Chào bạn, đây là hàng của bạn nè. Ký vô đây. Ký rồi đấy. Trả này. Cảm ơn. Đóng cửa rồi nhé. Mở cửa. Đóng cửa. Có phải là cái anh shipper vừa nãy không? Hình như không phải là anh shipper vừa nãy đâu. Hình như mình nhớ mình có xem cái clip thể loại này rồi. Nhưng mà vẫn thì giật mình. Ê, không phải là anh shipper đâu, nhưng mà đây chắc chắn là người yêu thôi hay gì thôi. Mọi người đừng làm quá đấy. Đừng tự lừa chính mình. Xem clip này xong mình thấy quan ngại về việc các bạn gái ở một mình ấy. Bởi vì bây giờ roommate của mình chưa lên nên tính ra là mình cũng là một bạn gái và mình đang ở một mình. Tết lên ý, mọi người chắc chắn nhà ai cũng có bánh chưng đúng không? Thì mọi người để bánh chưng trong tủ đá. Bao giờ trộm hoặc là có bất kỳ mối nguy hại nào đến thì lôi cái bánh chưng ra đập. Nghe nó khập lọ. Rồi, sự thật thú vị về vũ trụ là bạn phải suy nghĩ khác đi. Wow. Khi bạn nhìn lên một trời Việt đêm, thực chất bạn đang nhìn vào quá khứ của nó. Ánh sáng từ những hành tinh đó mất nhiều thời gian để đến được. Nhanh thế chứ kịp đáp. Thôi chúng ta lại ngồi chờ đấy. Quay trở lại chúng mình tiếp. Ánh sáng từ những hành tinh đó mất nhiều thời gian để đến được trái đất. Ủa rồi bắt rồi ai muốn đến mà đến làm chi rồi mà mất thời gian hả? Khi bạn nhìn được những hành tinh đó, thực tế thì thời gian thực ở đó đã trôi qua rất nhiều năm. Ở hành tinh khác có một cái gì ạ? Một hành tinh khác cách trái đất tầm khoảng 44 triệu năm ánh sáng chẳng hạn. Thì nghĩa là khi mà người ta dùng kính, người ta soi xuống trái đất, người ta sẽ thấy khủng long. Thấy khủng long. Ánh sáng có tốc độ gần như tức thời, tuy nhiên nó cũng có giới hạn. Không phải mỗi ánh sáng có giới hạn đâu, mà cái gì nó cũng có giới hạn của nó, được biết chưa? À. Có những hành tinh cách chúng ta hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỷ năm ánh sáng, và hình ảnh của nó đã từng ấy năm để được đến được trái đất. Câu cú lủng củng ghê. Hết hề. Một cái clip thật sự là rất bổ ích và kiến thức. Nhìn các bạn ạ, các bạn biết gì không? Mình sau khi xem clip này mình rút ra một bài học, đấy chính là Cái bạn tiktoker này nên viết làm sao mà cho nó rút ngắn gọn lại, dễ hiểu, dễ đọc. Một cái clip TikTok dài chắc là tầm 30 giây đi, mà bạn ấy viết một đống chữ như thế, làm sao mà con người thông minh như mình có thể hiểu được. Những suy nghĩ vu vơ làm bạn phải đặt câu hỏi về sao mọi người làm nhanh vậy. Có thể một số quyết định trong quá khứ đã cứu mạng bạn mà bạn không hề biết. Cái này thì đúng này, có thể là một số quyết định trong quá khứ đã cứu mạng bạn mà bạn không hề biết. Ví dụ như cái Covid này đi, mình đang định đi ăn ở tại một cái quán ăn nào đó chẳng hạn. Xong rồi là hôm đó tự dưng mình bị buồn ỉa, tức là mình ở nhà mình ỉa và mình không đi ăn cái quán đấy nữa. Và một thời gian sau thì đúng chính xác là cái quán đấy là có người bị nhiễm Covid.
Đấy, thế là cũng là may mắn. Đúng chính xác là có một số quyết định trong quá khứ đã cứu bạn và bạn không hề biết. Chưa chắc đúng đâu nha. Chớp mắt nó khác với nhắm mắt. Kiểu như nhắm mắt ấy là mày nhắm mắt vào, sau đó là mày nhắm trong một thời gian dài ấy. Còn chớp mắt mà nó có từ chớp ấy, chớp có nghĩa biểu hiện từ nhanh ấy, không thể nào mà như thế được. Quá chuẩn luôn. Khi bạn ném một hòn đá vào lòng đại dương thì hòn đá đó sẽ chìm. À không, có thể bạn là con người cuối cùng được chạm. Này, không hề. Cái này hòn đá đó có thể được mấy cái anh thợ lặn chạm vào nó mà. Có thể mà, có thể. Xin lỗi lỗi tôi. Hồ đồ. Lỗi tôi. Ui. Mắt to thêm một xíu nè. Mặt chỗ này cái nhỏ lại một xíu. Điều mình nhận ra đầu tiên trong cái clip này là bạn này khớp nhạc, à khớp tiếng không có hớp. Tiếng xong rồi mà mồm mới cả nhấp mấp máy như này, không có hay. Thà luôn xem xong cái clip này nhiều bạn giật mình đấy. Chỉnh cho cố vô, lý giật mình quá. Ôi trời ơi. Nhạc nguy hiểm đấy. Đừng nghe, làm ơn đừng nghe, thế nào cũng có chuyện này. Alo. Thôi được rồi, mày như thế nào chẳng lẽ mày lại không biết hay sao? Với lại mày cũng đâu có bạn trai đâu, đâu có cần quan tâm làm gì. Sao mày lại nói chuyện chứ? Tại sao? Tại sao tao không được nói như vậy? Cái gì á? Mẹ ơi, sợ đấy. À không, có thể là chuyện siêu nhiên, không có gì vô lý hết. Bây giờ làm gì có ai cho anh như thế này nữa. Mình có thể không phải là một người làm clip chuyên nghiệp, mình cũng phải editor chuyên nghiệp, nhưng mình thấy cái này rất là giả chân nhá. Cái hình giả chân, áo đen xong rồi ra áo trắng như kìa. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Sao lại ghét cái mặt giả chân? Mình cũng ghét được. À. Rõ ràng là không đeo kính mà sao chụp ảnh nên có đeo kính cái đen ta. À. Ủa đang mặc áo ấy hoa, tại sao chụp lên mặc váy trắng ta? Ủa rồi đang mặc váy cúi xuống rồi nhìn cái gì? Hả? Nhìn cái gì? Ủa sao cái clip này là dài? Thật đáng sợ. Thật đáng sợ mọi người ơi. Đáng sợ quá. Mọi người ơi, nếu mà chụp ảnh nhá, mọi người photoshop kiểu gì mà từ cái áo hoa nó màu đen hoa tím mà nó thành cái áo màu trắng thì đáng sợ thiệt luôn. Chả hề đáng sợ gì. Chào cậu. So high. Điên hả? Tomboy hả? Nhưng mà không có ngực. Phiên ủi sợ quá phải ban nó thôi. You make me feel so when they should go better like. Wow. Con trai con gái. Tao nghĩ cái này là trai thằng gái. Anh
nhưng mà xinh thật sự luôn ấy. Nếu có hai trường hợp xảy ra, nếu bạn này là con trai thì thực sự thấy xấu hổ với bản thân mình. Trời ơi, lý do là gì? Cái này bất ngờ bình thường ấy, chứ còn để mà hóa thân thành từ trai đả gái thì ộp còn làm tốt hơn bạn này nhiều. Trap. It's a trap. Thật sự luôn, ôi. Nhìn xinh thật sự ấy. Ê Lý, mày phải con gái không Lý ơi? Trời ơi. Nhìn cũng xinh, đẹp trai. Cái này đâu có đáng sợ nhỉ? À, biết rồi, chắc là đối với những bạn nam ấy, khi mà xem phim này thấy đáng sợ bởi vì các bạn nghĩ là không tin được con gái. Đừng tin ai, đừng tin chính mình. Tin chứ, tin tên nếu là được. Có một điều à? Có một điều mình vẫn chưa hiểu là kể cả mình có là con trai hay con gái thì các bạn có ăn được đâu. Bởi vì phải tiếp. Để ý. Đúng không, bởi vì phải tiếp, có phải là con trai tự con gái thì các cậu cũng đâu ăn luôn. Nghĩ, đúng không, đúng không? Có một điều à, có một điều mình cũng hiểu là kể cả mình có là con trai con gái vậy? Các bạn có ăn được đâu, bởi vì phải tiếp. Nhỉ? Nhỉ? Đúng không? Nhỉ? Tiếp có phải là con trai tự con gái thì các cậu cũng đâu ăn luôn. Nhỉ? Đúng không? Đúng không? Hú tê là ai? Cách đáp trả. Nhỉ? Đúng không? Còn gì phải tiếp. Nhỉ? Nhỉ? Ê ê. Tức là các bạn đâu là gần như được đâu. Một con trai thì sao? Nhỉ? Ê, giọng mình còn chua. Có một điều mình cũng không thể hiểu là dù mình có là con trai hay là con gái thì các bạn không ăn được mình đâu. Nhỉ? À, có ăn được mình đâu. Nhỉ? Có là con trai con gái. Uầy, nhưng mà giọng của bạn này khá là đỉnh luôn ấy, chất vãi. Không ăn được đâu, bởi vì phải tiếc. Con trai thật à, thất vọng vậy. Nói chung là hỏi câu này rất là vô duyên, các bạn đừng nên hỏi những câu như vậy nhá. Không thể chấp nhận được luôn đấy. Bạn này trả lời như thế là đúng thôi. Đây, ban đầu rất đẹp trai này. Ê, bạn này kiểu kiểu đóng giả rất là dễ thương cái các thứ các. Ê, có lông lách không vậy? Ui, không có lông lách luôn mà, lách trắng luôn. Ê, đéo có nốt mũi đốt luôn, trông chẳng thế. Đẹp trai vậy, sao lại nhá, ít chín đi. Có nhiều người ta kiểu hóa trang thành gái như thế nhưng chắc người ta đã là LGBT đâu. Cậu thích cách ăn mặc người ta thích như thế. Ví dụ như mình thỉnh thoảng mình cũng thích mặc đồ cho giống đàn ông. Đấy, nói chung là xem cái này cũng không đáng sợ đâu mọi người. Mình cảm thấy khá là thú vị vì sức sáng tạo của con người là vô hạn. Và mọi người, các bạn ấy làm như thế này thì mình có video đẹp để ngắm chứ. Uầy, mày mà xinh nhờ. Thế hôm qua không xinh à? Hôm kia không xinh à? Hôm trước mà hôm nay mới xinh hả? Không, thì nó chỉ như cảm thấy tệ lắm. Ui dồi ôi, có cái gì đâu mà các bạn nữ có phải cảm thấy tệ nhỉ? Ví dụ như là người ta khen là hôm nay xinh thì tức là hôm nay sẽ xinh hơn mọi ngày chứ không phải là mọi hôm là đều xấu. Vâng vâng vâng, có cái gì đâu mà phải tệ. Nói chung là con gái suy nghĩ rất là phức tạp, mình không thể chấp nhận được luôn ý. Có thể đây là suy nghĩ của một số bạn gái, cũng có thể đây là người ta để quay clip thôi. Bởi vì mấy ngày gần đây thì có một cái hashtag khá là nổi trên TikTok. Đã trả drama, bao gồm những cách giải quyết và đối đáp gây sát thương. Bộ phim có quá nhiều drama, đợt các bạn. Thích drama thì cũng thích em, nhưng mà thích nhiều cũng hơi lo. Tiện Hà Tình cùng về nghe mà. Mày chắc chưa? Đây là cho mày biết thề mối nó đình cáo của Tiễn Hà Tình nè. Nghe nè. Mố rượu, mố khé, mố nồi trộ, mố rau, mố bề trộ, mố mô. Mày nhìn đi. Ôi dồi, ngay lúc đầu mình nghe bạn đấy, mình mà không nhìn sắc mình cũng không hiểu gì rồi ấy. Đợi đoạn này xem chắc là mình sẽ như kiểu là thằng điếc luôn ấy. Mô là gì nhỉ? Mô là gì? Mố rượu, mố ri, mố nồi trộ, mố rau, mố bề trộ, no mô. Mô rủ. Mô là đâu? Rú, rừng rú. Rừng ở đâu? Two hours later. Rừng ở đâu thì chim ở đấy. Mô rào, mô bể. Bể chắc là biển. Chịu nhá, bye nhá. Ủa mày đang làm gì vậy? Chơi con chút được không? Mà không có mẹ là gì vậy? Ủa con tao cho mẹ sao mẹ không nhớ? Ủa con nhớ sao mẹ nhớ? Cạn lời không biết nói gì luôn ấy.
kiểu kể cả là mẹ mình thôi, mẹ mình mà kiểu bắt mình lập nick Facebook ấy là mình phải lưu ra một cái chỗ nào đó, ghi một cái tờ giấy cho mẹ để mẹ biết được là cái mật khẩu đó như thế nào, rồi lần sau nếu như mà mẹ có lỡ thoát ra thì mẹ sẽ nhớ được cái mật khẩu đăng nhập vào.